Đã bao giờ bạn tám quên trời đất luôn chưa? Im ra chưa đã? Ôi, có lẽ nào? Ừ, cậu vừa ngồi lên sơn nữa đó. Chắc giờ sơn khô rồi nhỉ? Không đâu gái ạ. Này Kevin, thôi tớ ra đằng này đây. Sophia, cứu tớ. Eva, thôi nào. Này, tớ có ý hay lắm nhé. Cầm lấy. Giờ mình hiểu rồi. Cuốn khăn lụa quanh chân bạn, xoắn phần vải thừa vài lần, rồi đưa ra sau lưng. Giờ ta có chân váy đáng yêu rồi. Sáng tạo nhỉ. Wow, xinh quá cơ. Hay lắm nàng ơi. Có phải nghỉ giữa giờ rồi, tá một chút nào. Tớ ghé tủ đồ tí nhé. Đừng quên lấy sách cho tiết kế đấy. Và chút caffeine nữa. Ôi không, chúng ta có vụ nổ coca ở ngay đây. Cứu tôi với. Mình làm hỏng áo mất rồi. Không thể tin nổi. Hôm nay không thể chán đời hơn được nữa. Nhưng biết đâu mình có thể thay đổi chuyện này nhỉ? Không hoạt động ư? Đen thôi đỏ quên đi. Ôi, mình không thay ngoài này được. Làm sao mà cởi trần ở ngoài hành lang được chứ? Chờ đã, mình từng thấy bạn mình làm rồi. Thử dùng mẹo của cậu ấy xem. Đầu tiên rút tay qua lỗ áo, lấy cả áo mới và luồn cả hai cánh tay qua lỗ áo. Cẩn thận luồn đầu qua áo, kéo cái áo mới xuống, rồi rút áo cũ qua đầu và kéo phần còn lại qua cánh tay. Bùm, tiện phết nhỉ. Tí nữa mình sẽ phải giặt cái này thôi. Và vừa đúng giờ vào lớp. Brian đúng là dễ thương. Anh ấy muốn đi hẹn hò với mình ngày mai sao? Tuyệt. Sophia. Gì đấy? Tôi sắp đi chơi với Brian đấy. Thật đó? Không. Cậu không tin tôi sao? Cậu đang nói về cái gì? Ôi không. Sao lại có cái mụn to thế này? Rất tiếc gái à. Cậu vẫn xinh mà, đừng lo. Ước gì mình có thể giúp. Nhưng biết đâu mình có thể. Hãy thử dùng tép tỏi này đi. Gì cơ? Đặt nó lên vết sưng ấy. Nước tỏi sẽ làm giảm viêm. Vào buổi sáng, mụn sẽ biến mất thôi. Ngủ ngon ghê luôn á. Hình như hết mụn rồi, Sophia. Nhìn xem ai ngủ dậy không còn mụn nè. Wow, đúng là mẹo đơn giản. Thôi, chuẩn bị đi còn kịp. Cứ gọi tớ là thần mụn. Đoạn này chẳng có nghĩa gì. Mình không làm được cái gì ra hồn cả. Lần này sẽ ổn thôi. Con vẫn đang học à? Đừng trễ giờ xe buýt đó nha. Để mẹ vứt cho. Nhân tiện thì con có cái nào cần giặt không? Mùi gì vậy nè? Sao quần áo bẩn quá vậy hả Lily? Con bé chẳng quan tâm gì cả. Mình sẽ giặt hết luôn. Cái quần jean này thì sao nhỉ? Vẫn mặc được vài ngày nữa mà. Không, mình sẽ muộn mất thôi. Gì cơ? Mẹ ơi.
Chắc mình phải mặc cái quần jean ngu ngốc này rồi. À, thôi nào vừa chút đi. Mắt cá chân của mình to ra hay sao vậy ta? Góc này cũng chả được. Vào đi cá chân ngớ ngẩn. Bỗng được rồi. Cái thùng rác này chả có gì nhỉ? Mình có ý hay rồi nè. Tí nữa lại bỏ túi vào sao cũng được đấy mà. Phải ngồi xuống cái đã nè. Chắc do da mình dính quá. Và ni lông trơn sẽ có ích lúc này. Luồn cả hai bàn chân vào túi. Giờ quần jean tuột qua luôn. Vậy là ổn rồi nè mọi người ơi. Không thể ngờ là lại hiệu quả. Đừng quên giỏ nha. Mình đúng là thiên tài. Lại muộn học. Wow, có gì đó là lạ. Có phải chiếc áo ngực này co lại hay cái gì đó không? Gì thế? Có thứ gì đó cứ chọc vào người mình. Không chịu nổi nữa, mình không thể thoải mái được. Ngươi là thủ phạm. Những sợi gọng đó thật sự rất đau. Mình có thứ gì để xử lý việc này không nhỉ? Một chiếc băng cứu thương ư? Có thể đấy. Hãy xem nào. Đầu tiên tôi phải cởi thứ này ra đã. À, kia rồi. Nếu áo ngực của bạn bị lộ gọng ra ngoài, bạn không phải mua một chiếc áo ngực hoàn toàn mới đâu. Đơn giản chỉ cần cắt giải băng thành hình chữ nhật và lột nó ra. Dán nó ngay vào đoạn áo bị hở gọng. Bây giờ nó sẽ không chọc bạn nữa. Giờ chúng ta thử làm điều này lại nào. Sự cứu rỗi ngọt ngào. Trời, club đó nhộn nhịp thật. Mình nhảy cả đêm cũng được. Nhưng đã đến lúc tẩy trang rồi. Không ổn rồi. Nhưng mình phải rửa mặt mà. Thôi, cứ dùng H2O thường thôi. Trông mình như quỷ ấy. Mắt gấu mèo này phải biến đi. Mình dùng gì đây? Tất nhiên rồi. Một chút Vaseline sẽ tẩy trôi lớp trang điểm. Chỉ cần thoa nó lên phấn son. Cả vết nhòe mascara cứng đầu. Khi đã thoa xong, dùng khăn tắm mềm để lau hết đi. Chuẩn. Có thế chứ. Trở lại mặt mộc xinh đẹp rồi. Chẳng gì bằng ngồi tám chuyện với nhau cả. Thôi tụi mình đi nhé. Cảm ơn ạ. Chia đôi tiền nha bố ơi. Đó, thật vui khi gặp cậu. Wow, ngượng quá đi mất. Cái quần này ngắn quá nhỉ. Nhưng buồn thay, đi lại còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Tớ cần lấy vở toán. Có muốn cái quá? Trời, ý tứ quá nhỉ nàng ơi. Mọi người sẽ thấy đấy. Mình phải giúp cậu ấy thôi. Tớ có thứ này có ích nè. Là vải nỉ hả? Gì chứ? Cứ tin tớ đi. Tớ biết mình phải làm gì rồi. Lột trái quần đùi ra ngoài và gập ống thế này. Sau đó phun keo lên một miếng nỉ hình vuông, rồi dính nó vào đường chỉ. Khi xong cả hai bên rồi, thì mặc lại vào nào. Ổn rồi nè, nhìn đi. Vải nỉ tuyệt quá đi. Giờ lại đi đến lớp tiếp nhé. Được rồi, mình sắp sửa xong rồi đây. Nhưng vẫn cần phải tô điểm đôi mắt một chút. Làm một đường kẻ mắt cho xinh nào. Mực đen đi đâu hết rồi? Đừng bảo tôi là đã hết mực rồi nhé. Mình mới chỉ tổng em này được vài tuần thôi mà. Phải còn chút gì chứ. Hết thật ư? Chờ chút nào. Có khi nhíp này lại có ích đấy. Nếu bút kẻ mắt của bạn hết mực,
Dùng nhíp kéo ngòi bút ra và xoay nó lại. Hóa ra là mực ở phần này nè. Không gì bằng tô điểm đôi mắt với đôi mắt mèo sắc sảo. Cậu thích chứ? Lúc nào cậu cũng xinh Bella ạ. Giá như mà lộn ngược son bóng lại cũng được thế nhỉ?